tập 28. Tiểu thư, bây giờ chúng ta làm gì? Chuyện hôm nay chỉ có ta và ngươi biết thôi, tuyệt đối không để lộ, nếu không tính mạng khó giữ. Dung Nhi hiểu rồi. Đi tìm nha hoàng đi, nói ta bái kiến Nam An Dương. Dân à, để ta xem điện hạ rốt cuộc muốn làm gì Lý Dị Ương. Điện hạ, đây là điểm tâm Thường Như tự tay làm, đặc biệt mang đến để điện hạ thử. Không tệ. Lần này Chiêu Nghi nương nương đón sinh thần, muốn mời không ít tiểu thư vào cung. Thường Như cũng được mời. Mẫu thân của ta nói là vì Chiêu Nghi nương nương muốn tuyển phi cho điện hạ. Mẫu phi nói không chừng chắc cũng có ý này. Điện hạ, bản vương sao có thể không hiểu tâm sự của cô chứ? Cô trung thành một lòng với bản vương, bản vương sẽ không để cô chịu thiệt đâu. Trong lòng của Thường Như có điện hạ từ rất lâu rồi. Chỉ cần điện hạ bằng lòng giữ Thường Như ở bên ngài, đó là phúc phận cả đời của Thường Như. Tình yêu với bản vương mà nói không hề quan trọng. Thứ bản vương coi trọng nhất là lòng trung thành. Vậy tại sao điện hạ trước đây lại muốn lấy nhị tỷ chứ? Thường Như nghĩ với tính cách của nhị tỷ sẽ không bao giờ trung thành với điện hạ. Sao cô lại biết chuyện này? Lần trước ta đã nghe hết những lời điện hạ nói với Dị Ương ở Thượng Thư Phủ. Rốt cuộc điện hạ đối với nhị tỷ, cô nghĩ đi đâu vậy? Ta nói rồi, tình yêu đối với ta không quan trọng. Lý Dị Ương có giá trị của nàng ấy, nhưng nếu như nói về lòng trung thành, nàng ấy mãi không bằng cô. Trong lòng của bản vương, nàng ấy vốn dĩ không bì được với cô. Trong lòng của ta, cô không giống như thế. Như ý cư. Con gái của ta có vết bớt trên cánh tay trái. Lý Dị Ương, cô quả nhiên là công chúa Bắc Lương. Nếu như chuyện này bại lộ ra, cô chết chắc. Nương nương, đại tiểu thư Lý gia cầu kiến. Trường Lạc đến rồi hay sao? Mau mời vào. Vâng ạ. Trường Lạc bái kiến nương nương, miễn lễ đi. Trường Lạc, cô lại đến thăm bản cung hay sao? Cứ nghĩ đến sự an nguy của điện hạ, Trường Lạc ăn ngủ không yên. Chỉ khi nhìn thấy nương nương, trong lòng mới yên tâm một chút. Thật tốt quá, cô quan tâm Tuấn Nhi như vậy. Bây giờ cũng đã chắc chắn Tuấn Nhi không sao, vẫn còn sống. Nó không chừng chẳng bao lâu nữa có thể bình an trở về. Cho nên cô đừng lo lắng quá. Nương nương đang... Ta đang chép kinh cầu phúc cho Tuấn Nhi. Vậy để Trường Lạc giúp người mài mực. Người đến là khách. Cô có ý tốt đến thăm bản cung, sao có thể để cô mày mực cho ta chứ? Nương nương không cần khách sáo, có thể cùng nương nương cầu phúc cho điện hạ là vinh hạnh của Trường Lạc.
Chỉ mong trời cao thấu được lời thỉnh cầu của chúng ta, mong điện hạ sớm ngày quay về. Nương nương đêm nay ở đây chơi cổ cầm, các người phải quét dọn cho sạch sẽ vào. Vâng. Đặc biệt là bàn để cổ cầm, nhất định phải lau sạch vào, biết chưa? Tiểu thư sao không bảo thái tử phi nương nương rằng lần trước điện hạ đi sang gặp nguy hiểm là tiểu thư không màng tính mạng cứu điện hạ. Ta đã hứa với điện hạ rồi, không nói chuyện này với ai khác. Nếu để nương nương biết chuyện, người sẽ muốn chúng ta thành thân. Người điện hạ thích là gì ư? Ta không muốn ép điện hạ làm những chuyện mà người không thích. Nhưng mà tiểu thư à, đừng nói nữa. Tiểu thư, Thu Nghi đi rồi. Trừng Lạc đúng là có tình cảm sâu đậm với Tuấn Nhi. Nhưng mà cái khác không nói, chỉ riêng tình cảm của nàng ấy đã hợp với điện hạ hơn Lý Dị Ương. Bản cung nhất định không để Tuấn Nhi bỏ qua cô gái tốt này đâu. Khi nó trở về, hãy để hoàng thượng ban hôn cho hai đứa nó. Lần này đúng là trong quả gặp phúc. Nếu Sắc Dân Nam không tấn công chúng ta, ta cũng không thể biết được chân tình của nàng. Ta thật sự xin lỗi. Trước đây là ta luôn cự tuyệt chàng, luôn lảng tránh chàng, còn nói những điều khó nghe. Chắc là chàng đau lòng lắm. Tim của ta đã dở dụng thành từng mảnh rồi. Đùa với nàng thôi, nàng cũng trải qua nhiều chuyện mà, sao ta có thể trách nàng được chứ? À đúng rồi, còn một chuyện nữa. Lần trước ở khu săn bắn, Sắc Dân Nam giết một tên thích khách, liên quan gì đến nàng hay không? Đó là Minh Thúc, là thị vệ mật phái của ta, cũng là phụ thân của Quân Đào. Thúc vốn không phải là thích khách, Thúc chỉ muốn cứu ta thôi, muốn giải quan cho đại lương của ta. Vì điều này Thúc ấy đã hy sinh, ta không thể bảo vệ cho Thúc ấy được. Dị Ương à, ta biết thân phận Bắc Lương gây ra cho nàng không ít đau khổ, nhưng mà ta không thể thay đổi được quá khứ. Tin ta đi, hoàng gia gia của ta tuyệt đối không làm hại tông thất Bắc Lương, đều là bị Sắc Dân Nam lừa thôi. Chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng. Ta tin chàng. Phong cảnh thật đẹp, chỉ tiếc ta quá mãi báo thù, đã sớm quên mất thưởng cảnh thế nào. Đã có ta ở đây rồi, sau này chỉ có hai chúng ta sống cùng nhau, ngao du thiên hạ cùng nhau, được không? Mọi người chia nhau ra tìm đi, có tin tức lập tức quay về báo. Vâng. Nhị thiếu gia, điện hạ, người lâu rồi không nghỉ ngơi, việc này giao cho ta đi, người về nghỉ ngơi trước. Chỉ cần một ngày không thấy Dị Ương bình an trở về, ta không thể yên tâm được. Thiếu chủ, tôi hạ tìm thấy chỗ trú của Lý Dị Ương. Dị Ương, Dị Ương, Dị Ương à. Dị, đuổi theo ta đi. Chậm thôi Dị Ương. Cẩn thận đó, cẩn thận không ngã. Chàng không bắt được ta đâu, ai bảo thế? Đợi ta với. Ta có một thứ tặng nàng đây. Cái gì thế? Ra vẻ bí mật. Hòn đá. Đây không phải là hòn đá bình thường, đây là một cặp đá. Một nửa tặng cho nàng, còn một nửa này ta giữ lại. Hoa văn thật là đẹp quá. Ta sẽ luôn mang hòn đá này theo người. Mỗi khi nhớ nàng, ta sẽ lấy ra coi. Ta nhìn nó cũng như đang nhìn nàng. Vậy ta cũng coi hòn đá này là chàng. Mỗi khi nhớ chàng, ta cũng sẽ nhìn hòn đá này.
Người đâu rồi? Không phải nói đi đường này là đến hay sao? Ta không thấy. Công chúa à, không phải người nói đến giúp tìm người hay sao? Nhưng mà người rốt cuộc nhớ ai đấy? Là Cao Dương Dương điện hạ hay là Lý thị vệ? Tất nhiên là Lý. Người muốn bị tát hay sao? Công chúa, người xem, mấy tên thị vệ nói đúng, Lý thị vệ quả như ở đây. Đi nào. Quá ra Tuấn Nhi và Lý Dị Ương không sao rồi, tốt quá. Lý Mẫn Đức, này, thỏ kìa. Đằng kia. Phim được thuyết minh bởi Aramark Washi TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Lý Mẫn Đức, có gì đó không ổn rồi công chúa. An Bình quận chúa không sao rồi, tại sao Lý thị vệ không vui chút nào hết vậy? Đợi đây một chút, ta đi xem thử. Dân, sao vậy hả? Tại sao ngươi lại khóc? Lý Mẫn Đức, đợi ta với. Lý Mẫn Đức, đợi ta một chút. Tại sao lại đi theo thần? Ngươi, rốt cuộc ngươi làm sao vậy? Tại sao ngươi lại khóc? Người đi đi cho ta. Nghe rõ chưa? Nhưng mà tay của ngươi bị thương rồi kìa. Không cần người quản đâu. Ngươi tưởng ngươi là ai chứ? Ngươi dám như vậy hả? Ta sẽ bảo phụ hoàng chặt đầu của ngươi. Tùy người thôi. Sao vậy? Đừng cử động. Mặc dù ta không biết ngươi gặp phải chuyện gì, nhưng mà cho dù vết thương sâu đến cỡ nào, trải qua thời gian, tất cả rồi sẽ lành lại thôi mà. Cho nên ngươi đừng có buồn nữa. Điện hạ an toàn rồi. Công chúa không cần lo lắng đâu. Chuyện này ta sớm biết rồi. Đa tạ công chúa. Thực ra ngươi cũng không xấu tính như vậy. Công chúa, công chúa à, Lý Mẫn Đức, đợi ta với. Tiểu thư, điện hạ. Quận chúa, tiểu thư, điện hạ. Các ngươi ra đằng kia tìm đi. Dân. Quận chúa, điện hạ. Vị thiếu gia, chúng nô tỳ đã tìm hết rồi. Dị Ương ở đằng kia, cô đi tìm đi. Người về nhà đi, ta muốn ở một mình một lúc. Được. Tiểu thư, Quân Đào, gặp được cô thật là tốt quá. Tiểu thư có bị thương ở đâu không? Bọn ta lo chết đi được. Đừng lo, ta không sao đâu. Là Thác Bạc Tuấn đã cứu ta. Lần này ngài vì ta tự làm mình bị trọng thương, và sát dân nam vẫn còn truy sát bọn ta. Cho nên bọn ta chỉ có thể ở lại đây thôi. Công chúa thật sự thích Thác Bạc Tuấn như vậy sao? Khoảng thời gian này bọn ta cùng nhau sống chết, ta đã hiểu sinh mệnh vô thường là thế nào. Ai có thể biết trước được chuyện tương lai? Vậy nên ta muốn thực sự trân trọng hiện tại. Ta không muốn phụ chàng. Quân Đào, cô không trách ta chứ? Công chúa đã chịu khổ quá nhiều rồi. Cho dù công chúa quyết định như thế nào, Quân Đào cũng ủng hộ đến cùng. Bình Thành, cho dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt.
sống chết có nhau, mãi không rời xa. Kính công môn. Tuấn Nhi, con thỉnh an Hoàng Gia Gia và Mẫu Phi, làm Hoàng Gia Gia lo lắng. Con thật bất hiếu. Con cũng biết bất hiếu hay sao? Từ sau khi con về Bình Thành, con chỉ làm cho Trẫm và Mẫu Phi lo lắng. Con muốn Trẫm phạt con như thế nào đây? Bệ hạ, Tuấn Nhi chẳng dễ dàng gì mới bình an trở về. Người nhẫn tâm trách phạt nó hay sao? Thấy Hoàng Gia Gia tâm trạng vui vẻ, thân thể an khang, con yên tâm rồi. Hoàng Gia Gia muốn phạt thế nào, con đều chấp nhận được. Trẫm thật hết cách với con. Những lời con vừa nói rất có lý. Chỉ cần tìm được cho nó một người vợ, quản nó cho tốt là được rồi. Bệ hạ, đại tiểu thư của Lý Thượng Thư, Lý Trường Lạc, thông minh xinh đẹp, hiền lương thục đức. Quan trọng nhất là nàng ấy có tình cảm sâu đậm với Tuấn Nhi. Vậy nên khẩn cầu bệ hạ ban hôn cho Tuấn Nhi và Trường Lạc. Mẫu Phi, từ cổ chí kim đều là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Mẫu Phi thay con chọn Hoàng Phi là thích hợp nhất rồi. Nếu như con nhận Mẫu Phi này, con phải đồng ý sự sắp xếp của Mẫu Phi. Tuyển Phi và làm tròn đạo hiếu vốn là hai chuyện khác nhau. Xin Mẫu Phi đừng coi là một chuyện mà. Hoàng Gia Gia, con đã có người trong lòng rồi. Cho dù Lý Trường Lạc có trăm tốt nghìn tốt, Tôn Nhi cũng không chọn. Người trong lòng, ý của con nói là Lý Dị Ương hay sao? Bất luận là xuất thân hay tướng mạo tài năng đều không so được với Trường Lạc. Quan trọng nhất là trong lòng nàng ta không có con. Mẫu Phi, người hiểu nhầm Dị Ương rồi. Đợi một chút đi. Hai người thích hai đứa con gái của Lý Thượng Thư hay sao? Bệ hạ, Lý Dị Ương mặc dù được phong làm An Bình Quận Chúa, cũng không thể thay đổi được sự thật mẹ nàng ta là nha hoàn giữ chân. Nhưng mà kế sách cứu tế thiên tai của Dị Ương cứu được vô số bách tính. Mẫu Phi vẫn luôn nói anh hùng bất luận thân thế mà. Lý Dị Ương cá tính quá mạnh, suốt ngày gây rắc rối. Nhưng Lý Trường Lạc ấm áp hiền thục, nho nhã thông minh, và mới là tiểu thư cao quý, đó mới là người thích hợp làm Cao Dương Dương Phi. Đủ rồi. Lý Trường Lạc ấm áp hiền thục, nho nhã thông minh hay sao? Sao mà không giống Lý Trường Lạc mà Trẫm biết? Bệ hạ, là hiểu lầm thôi. Cầu xin bệ hạ minh xét. Tuấn Nhi, Lý Dị Ương mà con nói là người ngày ngày con cầu mà không được. Hoàng Gia Gia, trong lòng của Dị Ương không phải là không có con. Hay lắm. Quá ra trước mặt của ta toàn là giả vờ giả dịch. Thật là một đứa con gái quỷ kế đa đoan. Bệ hạ, nếu hoàng trưởng tôn của người lại lấy con gái của nha hoàng nửa chừng, có phải nực cười quá hay sao? Đến lúc đó, thể diện của bệ hạ có còn nữa hay không? Thể diện của đại ngụy còn hay không? Hoàng Gia Gia, thôi đi, đừng nói nữa. Mấy ngày này, Trẫm sẽ triệu kiến Sức Dân Nam. Ngài ấy có thể dẫn theo Lý Trường Lạc để Trẫm xem xét cẩn thận rồi nói. Tạ ơn bệ hạ. Thần thiếp tin Lý Trường Lạc sẽ không làm cho bệ hạ thất vọng đâu. Lão phu nhân cứ yên tâm, vết thương của tiểu thư không còn gì đáng ngại nữa. Uống chút thuốc, nghỉ ngơi mấy ngày là ổn rồi. Ngã xuống từ vách núi cao như vậy, đại phu, ông không nhầm chứ? Con chỉ là quan tâm nhị tỷ thôi. Quan tâm nhị tỷ mà. Mệnh lớn thật đấy. Mấy người đi theo ta lấy thuốc đi. Vâng. Dị Ương à, mẫu thân, con không sao đâu, đừng có lo cho con mà. Dì tỷ, thấy tỷ tỷ bình an quay về, muội yên tâm rồi. Muội chỉ lo lắng tỷ tỷ gặp chuyện thôi. Ngốc quá, không phải tỷ vẫn khỏe hay sao? Đừng lo, tỷ tỷ gầy đi nhiều rồi. Mấy ngày này, dì Ương cần phải nghỉ ngơi cho khỏe. Con đi sắp xếp nhà bếp, bảo bọn họ điều chỉnh đồ ăn mang lên cho phù hợp với đơn thuốc của đại phu. Lão phu nhân, người đừng lo. Con luôn coi Dị Ương như con đẻ của mình. Nó vừa mới về, con liền mời đại phu đến. Người yên tâm đi, con sẽ giúp nó hồi phục nhanh thôi. Con làm lão tổ mẫu lo lắng rồi. Không sao đâu.
Con bình an trở về là ta yên tâm lắm rồi. Phải rồi đó dì Ương, nghe nói Cao Dương Dương vì cứu con ngã xuống vách núi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Trên đường quay về gặp phải người xấu, là Cao Dương Dương điện hạ cứu con. Nói như vậy, Cao Dương Dương vì cứu con, đến mạng của mình cũng không cần nữa hay sao? Cao Dương Dương điện hạ và nhị tỷ, cô nam quả nữ ở cùng nhau mấy ngày liền ở vách núi đó. Cô thấy nhị tỷ chắc chắn muốn lấy Cao Dương Dương điện hạ rồi. Cho dù tỷ ấy không làm được Cao Dương Dương phi, tỷ ấy cũng có thể làm thiếp, cũng coi như là có phúc rồi. Đấy là tạo hóa của người ta, cô đừng có so đo nữa. Thế tại sao gặp người xấu không phải con chứ? Nếu là con gặp phải người xấu và Nam An Dương đúng lúc đó lại đi qua, Nam An Dương quy minh thần vũ, nhất định sẽ không màng tính mạng anh hùng cứu mỹ nhân. Bọn con cùng nhau ngã xuống vách núi dưới ánh trăng sáng, thề sống chết có nhau. Kể cả con có chỉ được làm thứ phi, con cũng mãn nguyện lắm rồi. Điện hạ, dù tình sâu đậm nhưng mà có chuyên vô phận. Mẫu thân. Nè, mẫu thân à, tỷ uống thuốc đi. Mụ muốn nói chuyện với tỷ nhiều hơn nữa, không phiền tỷ nghỉ ngơi chứ? Ta cầu cũng không được nữa mà, cả ngày nằm trên giường rồi, bí bách chết đi được. Mụ nghe chuyện bọn họ nói về tỷ và Cao Dương Dương là thật hay sao? Chuyện điện hạ cứu tỷ là thật, còn chuyện tỷ và điện hạ tình đầu ý hợp cũng là thật. Chúc mừng tỷ tỷ, vậy có phải hai người sắp thành thân rồi hay không? Tương lai rốt cuộc thế nào bây giờ còn chưa rõ mà. Tại sao tỷ tỷ lại nói như vậy chứ? Mụi nghe nói Nam An Dương đối với tỷ rất tốt, lẽ nào vì ngày ấy hay sao? Nam An Dương đang yên đang lành, sao lại nhắc đến ngày ấy làm gì? Tỷ với điện hạ, tỷ chẳng có tình cảm gì với ngày ấy hết. Tâm tư của Nam An Dương chỉ có thể nói bí mật bất khả lộ. Tỷ không biết cũng không muốn biết. À đúng rồi, đừng quan tâm ngày ấy làm gì. Tỷ tỷ nhất định có thể sống hạnh phúc cùng Cao Dương Dương điện hạ mà. Mẫu phi, không cần biết con muốn gì, ta không đổi ý đâu. Bỏ ra, con chỉ muốn hỏi sức khỏe của mẫu phi đã đỡ nhiều chưa. Sức khỏe của mẫu phi của con rất tốt, yên tâm chưa? Tốt quá. Mẫu phi, bây giờ con có một chuyện vô cùng quan trọng. Sao mẫu phi suốt ngày ép con cưới người mà con không thích vậy? Hôn nhân vốn dĩ cho cha mẹ là bảo mối làm chủ, đâu ra chuyện thích với không thích. Trường Lạc là người con gái chung thủy, con lấy nàng ấy nhất định sẽ hạnh phúc mà. Còn Lý Dị Ương kia, vừa nhìn đã biết cao ngạo lạnh lùng, cứ nhìn là lại tức. Mẫu phi, mẫu phi thật sự hiểu Lý Trường Lạc hay sao? Cho dù con không nói, nàng ấy không nói, ta vẫn biết chuyện nàng ấy liều mạng cứu con. Sao mẫu phi lại biết? Ta tình cờ nghe được thôi. Con xem, con gái nhà người ta vì con chịu ấm ức, con nỡ lòng nào phụ người ta hay sao? Nếu không phải nàng ấy cố tình giấu, ta đã sớm nói chuyện này với hoàng gia gia của con. Hoàng gia gia mới biết được, có thể ban hôn cho hai đứa. Con rất cảm kích ơn cứu mạng của Lý Trường Lạc, con sẽ báo đáp nàng ấy, nhưng mà không phải dùng cách này. Ta không cần biết con thích điểm nào của Lý Dị Ương, ta chỉ cần biết con vì nàng ta mà suýt mất mạng. Còn Trường Lạc thì sao? Không bằng tính mạng cứu con. Ta rất thích nàng ấy, ta biết ơn nàng ấy, ta sẽ không để cho con phụ nàng ấy. Trường Lạc thỉnh an thái tử phi nương nương và điện hạ. Mẫu phi, Trường Lạc đến rồi hay sao? Mau miễn lễ đi. Trường Lạc nghe nói Cao Dương Dương điện hạ bình an quay về, cố ý đến thăm. Tuấn Nhi, con biết không, khi con mất tích, Trường Lạc ngày ngày đến chơi với ta, ngày ngày chép kinh cầu phúc cho con. Tâm ý của nàng ấy dành cho con hơn Lý Dị Ương gấp trăm vạn lần. Tại sao con lại không nhận ra chứ? Nương nương, những gì Trường Lạc làm đều là cam tâm tình nguyện mà.
Người đừng trách Cao Dương Dương điện hạ nữa. Xem kìa, đứa trẻ này thật khiến cho người khác đau lòng quá. Ta không nói gì nữa đâu Tuấn Nhi. Hôm nay Trừng Lạc cố ý đến thăm con, xét về tình về lý con phải tiếp đãi người ta chứ. Mẫu phi đi nha. Mẫu phi. Đây là ngọc bình an Trừng Lạc mang về cho điện hạ đó. Mang theo người sẽ giữ được bình an. Đời này kiếp này e rằng ta phải phụ Lý cô nương. Bùa bình an của Lý cô nương ta sẽ xem như là món quà. Điện hạ, người hiểu nhầm rồi. Trừng Lạc không có ý gì khác hết, chỉ là mấy ngày nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, cho nên lấy miếng ngọc này để làm bình an. Trừng Lạc đã quỳ 3 ngày 3 đêm. Dù sao miếng ngọc bội này cũng là cầu cho điện hạ mà. Điện hạ muốn làm gì thì làm. Lý cô nương. Dì Ương, tỷ biết không, trước giờ đệ không muốn làm đệ đệ của tỷ. Nhưng bây giờ đệ cũng không thể ở bên tỷ được nữa. Bây giờ An Bình quận chúa đã bình an trở về, thiếu chủ bao giờ mới thực hiện lời hứa quay về nhu nhiên với ta? Dì thiếu gia. Tiểu thư, dì thiếu gia đến rồi. Dì Ương, hoàng thượng đã phái người đi điều tra chuyện hành thích rồi. Chỉ là theo những gì đệ biết, phía Trương đại nhân vẫn chưa tra được gì. Thật ra không cần phải điều tra, tỷ cũng đã biết rồi ai là hung thủ. Mục tiêu của cuộc hành thích chỉ có một mình tỷ thôi. Có thù hận lớn như thế với ta, lại có thể có thế lực như vậy, ngoài sức dân gia ra còn ai nữa? Nếu thực sự là thế, chuyện này thực sự khó rồi. Mặc dù ta có bằng chứng, nhưng đại nhân cũng không muốn dây vào sức dân gia. Nói như vậy chính là chuyện lần này sẽ bị bỏ qua. Quyền thế thật là hay ho quá đi. Có quyền có thế, muốn làm gì chẳng được. Mẫn Đức. Cây trâm này đẹp quá, cho đệ nha. Đúng là trẻ con mà, để lấy đồ của nữ tử làm gì? Chuyện này tỷ đừng có quan tâm, đệ tự có chỗ dùng mà. Có phải là có người trong lòng rồi hay không? Cái này không có đẹp đâu, tỷ vẫn còn một cái mới hơn. Cho dù là giá trị hay là chất liệu đều tốt hơn cái này. Tỷ đi lấy cho đệ nha. Dì Ương à, không cần đâu, một cây này là đủ rồi. Dì Ương à, nếu như có một ngày đệ đột nhiên biến mất, mất tích, thì có nhớ đến đệ hay không? Biến mất, mất tích gì chứ? Đệ nói cái gì vậy? Có phải xảy ra chuyện gì rồi hay không? Làm gì có chuyện gì chứ? Đệ chỉ đùa với tỷ thôi mà. Nhìn tỷ hoảng hốt kìa. Đùa gì mà đùa? Chuyện này có thể tùy tiện đùa được hay sao? Tỷ thấy đệ cần phải được dạy dỗ mới được. Đau quá, cho tỷ xem đau thế nào. Không biết lớn nhỏ gì hết. Tiểu thư à. Tiểu thư, người của thái tử phủ đã đến rồi. Bổng quận chúa, Cao Dương Dương điện hạ bảo nô tài mang đến một chút thuốc quý, mong quận chúa chăm sóc tốt cho mình. Cao Dương Dương điện hạ đối với người thật là tốt. Còn có một bức thư. Tiểu thư. Một ngày không gặp, dài tựa ba thu. Thượng thư phủ. À,
Hắn làm gì ở đây vậy? Tiêu thống lĩnh, thuộc hạ bái kiến thiếu chủ. Bây giờ An Bình quận chúa đã bình an quay về. Thiếu chủ bao giờ mới thực hiện lời hứa quay về Nhu Nhiên với ta? Khả Hãn đang đợi thiếu chủ đấy. Khả Hãn, Nhu Nhiên, chuyện gì thế? Ông yên tâm đi, ta không nuốt lời đâu. Cứ đợi một thời gian nữa, ta không thể vô duyên vô cớ mất tích. Đợi ta sắp xếp xong mọi chuyện, ta sẽ cùng ông về. Lý Mẫn Đức, là ta. Công chúa, bỏ nàng ấy ra. Không được, nàng ta đã biết thân phận của thiếu chủ. Vì sự an toàn của người, ta buộc phải giết chết nàng ấy. Ông, không đâu, không đâu, ta không biết gì hết. Dù gì với Khả Hãn ta đều không biết. Lý Mẫn Đức, cứu ta với. Bỏ nàng ấy ra đi. Liên quan đến an nguy của người, thứ lỗi cho thần, không thể tuân lệnh. Trước khi đi, Khả Hãn ra lệnh cho thần dùng tính mạng bảo vệ cho người. Thần không thể phạm lỗi nữa, không thể để ông lạm sát người vô tội. Ông muốn giết nàng ấy thì giết ta trước đi. Ta Thác Bạc Địch lấy danh dự của công chúa ra thề, ta nhất định không làm chuyện gì gây hại tới Lý Mẫn Đức. Bây giờ không, sau này cũng không, cả đời này càng không. Công chúa theo dõi ta hay sao? Ta chỉ muốn gặp ngươi thôi. Gặp ta? Có chuyện gì sao? Ngươi rốt cuộc là ai chứ? Không phải người đã nghe thấy rồi hay sao? Lúc nãy hắn nói Nhu Nhiên, Khả Hãn, lại gọi ngươi là thiếu chủ. Ngươi là người Nhu Nhiên thiệt hả? Ngươi là con của Khả Hãn sao? Thì sao? Ngươi sẽ nói với hoàng thượng sao? Không. Nếu phụ hoàng ta biết được ngươi là hoàng tử Nhu Nhiên, ngươi chắc chắn không tha. Ngươi cũng biết chuyện vừa rồi rất nguy hiểm, tại sao ngươi còn cản hắn giết người diệt khẩu? Đại trượng phu biết có chừng mực, ta sẽ không gì giấu thân phận của mình mà giết hại người vô tội như ngươi. Ngươi yên tâm đi, vì ngươi không giết ta, ta cũng sẽ không hại ngươi đâu. Ta không nói chuyện này với ai đâu, yên tâm đi. Không còn sớm nữa, thần tiễn người về. Phụ Hãn muốn ngươi quay về hay sao? Ngươi có định về hay không? Ta không biết. Kính công môn, khấu kiến bệ hạ. Bình thân, tạ ơn bệ hạ. Trong chuyến đi săn lần trước, tướng quân hộ giá Trẫm còn tìm thấy cho Trẫm một mỏ sắt. Công lao của tướng quân rất là lớn, vì vậy hôm nay Trẫm đặc biệt mời Khanh nhập cung, ban thưởng cho Khanh. Ở đây không có người ngoài, tướng quân có thể coi đây như là nhà của mình, không cần câu nệ. Đa tạ long ân của bệ hạ, bảo vệ bệ hạ là trách nhiệm của thần. Phần thưởng của bệ hạ thần không dám nhận. Tại sao Cao Dương Dương điện hạ lại không đến? Trường Lạc, sao dạo này cô không vào cung tham gia yến tiệc chứ? Và bẩm nương nương, vì bệnh tình của mẫu thân, thần vẫn luôn ở trong đạo quán cầu phúc cho mẹ, hy vọng mẫu thân sớm ngày bình phục. Nương nương có điều không biết, biểu muội đã ở trong đạo quán 3 tháng liền, ngày ngày cầu phúc, ăn uống thanh bình, chỉ mong tấm chân tình có thể cảm động trời cao. Thật khiến cho người khác cảm động quá. Bệ hạ đúng là một người con có hiếu. Tạ ơn bệ hạ. Trường Lạc, mấy ngày nay không gặp, cô gầy đi nhiều quá. Biểu muội chưa được nghỉ ngơi, ngày đêm túc trực bên giường của mẹ. Gần đây còn phải lo lắng cho an nguy của Cao Dương Dương điện hạ và An Bình quận chúa. Biểu muội còn thức trắng không nghỉ 3 ngày 3 đêm, cầu ngọc bội bình an cho Cao Dương Dương điện hạ nữa. Biểu ca, Trường Lạc, cô thật có tâm quá. Nhân ngọc bội bình an đưa cho Cao Dương Dương điện hạ chưa? Điện hạ đã nhận rồi à? Chỉ hy vọng điện hạ sau này sẽ được bình an. Bệ hạ, Tuấn Nhi sẽ không tùy tiện nhận đồ của tiểu nữ nhà người ta đâu. Thiết kỷ, nó bị tấm lòng của Trường Lạc làm cho cảm động rồi. Trường Lạc vừa lương thiện vừa có hiếu, nên thưởng cho nàng ấy không ạ? Thần chỉ làm những điều mình nên làm thôi, thần không trông mong gì cả.
Mẫu thân, Trường Lạc. Mẫu thân, mẫu thân yên tâm đi, con đã có được sự ủng hộ của Thái tử Phi và Hoàng thượng. Con nhất định sẽ trở thành Hoàng tôn Phi. Muốn gì được đấy. Trường Lạc của ta, cuối cùng con cũng đã lớn rồi. Mẫu thân rất an lòng. Con luôn ghi nhớ lời của mẫu thân dặn, lợi dụng những người có thể lợi dụng, nắm bắt những cơ hội có thể nắm bắt được. Như vậy con cách thành công không còn xa nữa. Mẫu thân, mẫu thân nhất định phải sớm khỏe lại, tận mắt nhìn thấy con lấy Cao Dương Dương điện hạ. Thích ta. Không thích ta. Thích ta. Điện hạ, người nói xem sao bọn họ vẫn chưa đến. Đợi đi. Điện hạ, họ đến rồi kìa. Thác Bạc Tuấn. Để ra đằng kia đi dạo nha. Tiểu thư, tôi thì cũng đi đây. Điện hạ, người, nàng ấy không thích ngươi. Người cứ đợi mà xem. Tại sao Lý thị dạy cũng ở đây? Để là nhị đệ của ta. Lớn thế này rồi còn đi theo nàng đấy hay sao? Ta vừa mới bị thương trở về, nếu không phải đệ ấy đồng ý đi cùng, lão tổ mẫu còn lâu mới cho ta ra ngoài đó. Đa tạ ngươi nhé. À đúng rồi, chàng gọi ta đến đây gấp, có chuyện gì vậy? Đi với ta. Trường Phụ Dương đã qua đời của ta. Nàng là người duy nhất biết nơi này đó. Ta chưa từng nghe chàng kể về Thái tử Điện Hạ bao giờ. Phụ Dương ta là một người nghiêm khắc. Mỗi lần ta mắc lỗi, phụ thân sẽ mắng ta nặng lời, rồi đánh vài trượng, chưa từng nhẹ tay với ta. Hồi bé ta nghĩ người thật là đáng sợ, cho nên khi buồn rầu lại không có ai để giải bày, ta sẽ lén chạy đến đây và nói chuyện với cái cây này. Điều kỳ lạ là mỗi khi ta làm như vậy, tâm nguyện của ta đều thành sự thật hết. Thần kỳ như vậy thật sao? Ta nhớ sinh thần 10 tuổi năm đó, ta ước có một thanh trầm ảnh trường kiếm đặc biệt, chính là thanh kiếm ta đang dùng đây. Không ngờ rằng ta tìm thấy nó ở đây. Đây là một cái cây thần. Dì Ương à, nàng tin không? Cổ ngữ có câu vạn vật có linh hồn, chẳng trách luôn khiến cho người ta kinh ngạc. Nhưng mà sau này ta lại phát hiện ra chiếc chuông này ở trong thư phòng của phụ dương ta. Cách Thái tử Điện Hạ âm thầm yêu thương và chăm sóc cho chàng thật khiến dì Ương cảm động. Sau đó ta mới biết phụ dương nghiêm khắc và nghiêm nghị luôn âm thầm quan tâm ta. Nhưng mà đến khi ta nhận ra thì phụ dương đã lâm bệnh nặng. Sau khi phụ dương qua đời, ta vô cùng đau lòng, luôn lấy cớ đi ngao du xa nhà.
Cho đến khi gặp nàng, ta mới biết ta cần gì. Chính là nàng và mẫu phi. Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi. Phụ dương trên trời có linh thiêng. Hôm nay con trai Thác Bạc Tuấn đưa người mà con yêu đến đây. Cho dù trước mắt có bao nhiêu gian khổ, hãy để cho bọn con bạc đầu đồng tâm, vĩnh bất phân ly.